Đây là hiện trường vụ chết đuối thương tâm trên sông Túy Loan, đoạn qua thôn An Tân, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9 năm 2018, ông Nguyễn Đình Mãi dẫn theo con trai là em Nguyễn Đình Tân 9 tuổi ra sông Túy Loan gần nhà để bắt hến. Thấy người nhà đi lâu không về, anh trai ông Mãi ra bờ sông tìm kiếm thì phát hiện áo quần của hai cha con ông Mãi để trên bờ sông. Nghi có chuyện chẳng lành, anh của ông Mãi vội báo người dân địa phương cùng nhau đi tìm nhưng không gặp. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Đà Nẵng đã điều hai xe chuyên dụng và hàng chục thợ lặn đến hiện trường để tìm kiếm. Hiện trường nơi phát hiện áo quần của cha con ông Mãi cách xa khu dân cư, trời tối khiến thợ lặn gặp nhiều khó khăn. 23 giờ cùng ngày, thi thể em Tân đã được tìm thấy cách nơi hai cha con để quần áo không xa. Tuy nhiên, đến gần 8 giờ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2018, cơ quan chức năng chưa tìm thấy ông Mãi.